nên rồi sao qua nghỉ học thông cảm, qua có mấy người bạn nó lên làm bài lo này hay quá ngủ quên luôn. Anh thấy giới trẻ tụi bay sao bây giờ cứ ham nhậu ghê luôn á, anh nói thiệt tụi bay không có biết trân quý cái thời gian của tụi bay gì hết. Coi bữa sau đi học đều giúp giùm anh cái nha. Coi vợt lại cái bài tuần trước anh chỉ đi, cái cú đi chô chết đạn á. Alo, nghe bạn ơi, mình nói bạn nghe lần cuối nè, đó là mình rất là bận. Buổi sáng á, mình đi làm, tối về mình tranh thủ mình dạy pizza kiếm thêm. Mình còn mẹ già con thơ ở nhà nữa, chứ mình không có rảnh rỗi giống như bạn. Mình còn rất nhiều những công chuyện phải làm. Bạn đừng cứ 7-8 giờ tối là đủ nhậu. Bạn đủ nhậu bạn phải đủ sớm chứ, để biết đường khỏi ăn cơm. Còn biết đường cho học viên nó nghỉ nữa, nó khỏi lên nè. Hôm mấy nay nghỉ bữa đi, thầy đi nhậu cái. Hả? Cái gì nữa đây ông nội? Rồi rồi rồi, tôi ra liền, khổ bạn quá à. Thì bạn cứ chồng lon cho tôi đi nha.